Merry Christmas! Đến tầm này rồi thì có ai chưa đợi con Noel không nhỉ? Còn Trà đã tự tay chuẩn bị một cây thông Giáng sinh to đùng, độc lạ đúng có 102 nè. Cả nhà nhìn video ngắn ngủi vậy thôi chứ Trà vật vã nguyên tuần mới có thể làm xong cây thông Noel này. Thì công việc hàng ngày ở đây Trà rất bận bề vào cuối năm, nhưng Trà vẫn tranh thủ thì giờ để tạo ra một góc chill chill mừng Giáng sinh năm nay. Bạn có thể thấy Trà sử dụng toàn bộ mây che đan tự nhiên kết hợp với quạt lá buông để tạo khung cho cây Noel này. Trà dùng hết gần 60 cái quạt lá buông to nhỏ để ghép thành hình cây thông. Bật mí là kể cả những phụ kiện cho cây thông Trà cũng tự tay đang móc tỉ mỉ toàn bộ luôn. Cùng với thanh quế nè, hồi, lá khô, sợi lê nè, vân vân và mây mây. Rồi thì những quả cầu từ dây thần đang lại nhúng keo sơn trắng nữa. Mình thêm dây đèn luồn vào bên trong quả cầu tiết để khi lên đèn sẽ trông lấp lánh và lung linh cực kỳ. Và đây là giai đoạn mình chê những đồ đề con mình tự làm handmade nè. Có cái gì đẹp đẹp là mình chê lên cây nhìn cho xinh hơn nữa. Thêm một ít cành thông tươi làm nền tại điểm nhấn nữa là xong. Cả nhà thấy cây thông của Đan Trà thế nào thì cho Trà xin ý kiến với hiên. Bật đèn lên. Chúc cả nhà một đêm Giáng sinh an lành bên người thân và bạn bè mình nhé. Hey, mấy mấy mai.